Quang Ai Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt ở tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý cô chú anh chị. Thì buổi chiều nay Duy Minh xin kính chúc cho tất cả bà con cô bác ở xa trong ngoài nước thật là nhiều sức khỏe ha, vạn sự bình an quý cô chú anh chị. Thì hôm nay là ngày mùng 4 tháng 3 năm 2024 thì năm Giáp Thìn quý cô chú anh chị ơi. Thì Duy Minh xin chúc cho tất cả bà con cô bác luôn luôn lúc nào cũng nở nụ cười trên môi khi mà xem video của Duy Minh nha. Đó. Thì hôm nay là buổi chiều ve kêu nhiều quá quý cô chú chị. Anh em mình sẽ làm cái công việc thường ngày đi vào mộ chú để là dọn dẹp trước khi ra về quý cô chú chị. Và trước khi Duy Minh cũng xin chia sẻ một số thông tin sau khi mà lau dọn mộ xong ha cho quý cô chú chị cô bác cùng xem. Hai sao tham tá bút nữa gì gì hả? Mới một khúc là vô tới rồi sao? Bình thường có sao đâu, có mà. Có mà, xài 2 mít mà. Đúng rồi. À. Giờ mình lau đèn luôn nha. Cho vui rồi. Quá trời tình chưa rồi cho chú ngồi vô đây cái coi em Thanh mà gõ gõ là biết rồi đó. Thì mình là mới chuẩn bị đầu tư mua cái mít để là chuẩn bị đi những cái sự kiện chỗ nào mà đông người đồ quý của chú vậy mình quay nó không có bị tạp âm, hạn chế nhạc đâu quý cô chú chị, tại vì dạo này mình quay nghe nghệ sĩ nhiều quá cho nên là nó bị bản quyền á quý cô chú chị. Dạ tập tập ve nhiều hả? Hả? Cái này ve mẹ đẻ ra con nhiều quá ha. Có sao đâu mấy ve này nó cũng tạm đi. Chút lao mẫu sao? À. Rồi, ok, một cái. Muộn đồ cứ kêu anh nấu vàng đầy đủ ha. Không có làm cái kêu vàng vàng không à. Đi kêu chó. Bữa nay là anh đừng, em đừng có kêu vàng mới trên này. Bữa nay là anh mực. Ở đây như vậy quá hả? Nó bậy, nó đụng lên lớn nữa, anh lớn nữa. Ủa, nè nè, là anh lớn cho lau mộ nha. Anh kênh lớn. Nói đầy đủ đàng hoàng. Thôi. Bữa nay kênh lớn làm sai, làm bậy, với em hút lắm nha, anh kênh lớn. Sao nữa không nội? Với kênh nhỏ rồi. Thấy cái hình hôm nay cũng đã được quá, cái vô. Bữa nay của người làm rồi đó nghịch nha. Dạ trời ơi mua hoặc
được hết. Còn có ba cái mất đó không có ngon bằng mình mua đồ về nhà mình nấu mình ăn. À. Đó, mình chuẩn bị mình lỡ mình đã mộ quý cô chú anh chị ơi. Cái gì? Cá lóc hả? Không xoài được bùi rồi, hơi chua đúng không anh? Chua thì sống không chua được. Nó xài cái lõi đó. Cái lõi mình nó hơi chua á. Xài sống mà. Bữa nay là mời mấy anh em lên đây chơi một trận nữa ha. Rồi. Mình mang năm chín. Chín. Ủa? Thằng giấy đâu hết rồi ta? Rồi. Không có ngày qua rồi. Sáng mai đem mới đập chưa? Mới đập rồi. Uống nước đi. Em đặt. Em đặt hả? Đặt hẹn qua là giao rồi, mới có việc hay sao. Đó, đó, đó. Lần này là nó mấy năm lâu lắm. Đang ở đây dỗ tổ ông Dương nè. Ờ đúng rồi, dỗ tổ ông Dương. Thôi lão Lương đi. Dỗ tổ ông Dương hả? Ờ 5 ngày nữa hả? Dỗ tổ ông Dương nè. 1/3 hả? Ờ. Bao nhiêu rồi ta? 4 rồi. Còn có mấy ngày nữa hả? Hôm nay 4 rồi. Bây giờ mấy anh em của mình bàn tính đi, bàn tính tới ngày đó cái mình lên nhà vợ chồng nốt cái mua đồ về nhà mình tự nấu tự làm tự ăn nó dạng miệng hơn. Ờ cũng lý ha. Chứ là bữa phút phê bữa đó là như là chưa được dạng miệng ha. Đạo lỗ. Đạo lỗ luôn. Bỏ đồ hàng xuống. Đúng rồi hả? Em mà nè bây giờ nè anh lớn ở đây nè nói lên để nói anh lớn nè đúng không? Sao? Thí dụ giờ mở mình 10 người 1.6 đi. Mình lấy 1.6 để mua đồ về nhà tự mình nấu tự mình làm ăn. Nó ăn không bây giờ mà hết. Mà lại cái thứ hai nữa nó ngon nữa. Mà vui. Mà nó vui nữa. Biết sao? Tại vì mình tự mình làm vui lắm. Thì đó. Anh lớn. Được có lý. Được đó. Ok. Ok, tán thành. Ok là chốt nha. Ừ. Rồi. Rồi. Đây mình lấy cái chương trình là đi ăn nắm giỗ vô tổ Hùng Dương. Bữa đó anh em mình đi ăn nha, giỗ tổ của chú Hùng. Ok. Mình ăn nắm giỗ. Nắm giỗ của chú Hùng. Hỏi nắm giỗ ai đó, nắm giỗ chú Hùng. Vậy thì giống đó chứ không vô không vô chú Hùng gì ông nội ông Hùng phải ông Hùng nào ông Hùng Dương thiệt cái ngày đó ta dỗ dỗ nhiều lắm á dỗ tổ Hùng Dương hãy biết nhà nấu vàng chưa chưa chuyến này lên nhà quậy nhà anh nấu vàng đi đó, qua nhà của Thiền Tiên xong cái qua nhà bên nấu vàng gì chạy lên nữa hả chạy lên tí xíu nữa à vậy mà anh tưởng đâu là nhậu vàng gần hơn nhà em chứ vậy là lên căn chỗ cái ngã ba gì đúng không xuống đó ngã ba đó quẹo phải vô cây số gì hả ờ vậy biết rồi biết rồi cháu xin tiền không ngại cháu xin tiền không thì đó trả hành tiền đi đâu ủa cái đó kêu bằng trời gì ta chợ bánh xúc hả mình chưa tới anh chạy con phút mà tới rồi dạ anh chắc chậm xúc cây số á à vậy hả chợ bánh xúc ồ vậy là tiện luôn ha chỗ cái chỗ ngã tư thành đỏ không ủa vậy là mấy anh em chọn ngày nào mượn 3 âm lịch nha. Coi có dính sự kiện gì không này nha. Coi là lỡ tới đó mà dính vậy cái là rồi. Mấy anh em bể kèo nữa. Để coi kỹ lịch lại coi cái đã. Rồi mình hái giờ mình mở bàn thôi. Mở bàn thôi quý cô chú anh chị ơi, mấy anh em lâu lâu mình tổ chức cho vui. Còn đèn hả? Còn có ba chung. Còn đèn kìa. Có giấy đúng không? Hết giấy luôn. Hết hết giấy hết đèn luôn hả? Giấy anh Ngọc. Giấy hồi hổm để anh đem đi nhúng nước. Rào chứ để hoài. Cái đó mình xài được mà. Giấy hổm mua đó. Này nè. Ừ. Nước quá. Giống này nè. Giấy là giấy khô á, nhúng nước lao. Mà giờ nãy giờ mấy anh em lau giấy khô quế ướt không giờ tới lau giấy khô lại. Này nó không bằng thì cũng vinh chứ sao vậy? Trước mắt là vậy đi coi có dính sự kiện gì không nha. Chốt thì chốt, trước mắt là vậy là sao? Không, cái đó mình bàn riêng ở ngoài đi. Bàn riêng cho nó kỹ đi. Cái này mình mới tính thôi. Thế là mình lên lịch là ngày đó.
rồi đó, thì để coi coi có dính sự kiện gì của ai không, nghệ sĩ là chính xác ngày đó. Là trước mắt là hôm nay là chưa có biết là tới ngày đó có sự kiện hay không, đúng không? Đúng rồi, biết sao không? Tới ngày đó lại có dính sự kiện thì mình dời lại ngày đó. Lỡ như chị không đọc chỉ lên ngày đó mà cúng cho chú một cái là mấy anh em mình ấy được đó. Chưa chiều cái gì mà vậy là buổi chiều đúng không? Rồi anh nghĩ là chắc là ok đó, chiều mới về mà. Nếu mà buổi chiều là ok đó, bữa mấy anh em mình đi ăn buffet buổi chiều vậy đó. Rồi đúng rồi, chứ sáng còn quay mà sao mà nghỉ được, tưởng đâu là mà ba ngày luôn chứ. Ở đâu không vậy là được đó, ok đó. Ba cái chiều mà chắc là chín chục, nói chung là 90% rồi đó. Còn có cái là mình chốt nữa là được rồi đó. Đó. Buổi chiều này rất là vui nha, quý của chị, quý của chú anh chị. Anh em chỉ còn có mấy người thôi nhưng mà rất là vui. Tại vì mình ở đây là đoàn kết để làm chăm mộ chú. Buổi chiều thì mấy anh em mình bàn tính những cái đại lễ đồ quý của chú anh chị. Mình tổ chức sự kiện này kia đồ. Qua trái cây đồ rồi những cái món này món kia đồ quý của chúng chị đó, không biết tới đó không biết có quay cho bà con cô bác xem không, nếu mà không có gì thì có thể là quay một hai clip đồ cho mấy bà con cô bác đồ xem thôi. Cái bữa đó mình tổ chức trên nhà anh tí là mình quay clip lại luôn. Anh nghĩ là lại mình đăng lên cho bà cô chú xem luôn. Đúng rồi đó. Bữa nay mấy anh em ở mộ cậu năm đại náo nhà của 15 hết. quẩy nhà quý của chúng vậy. Nói chung giờ ở mộ thì cũng còn có mấy anh em thôi, quý của chúng vậy, mà cái tình đoàn kết là phải trên hết quý anh chị, để là mình ở đây mình chăm mộ cho chú. Lao dọn mộ mỗi ngày. Có anh yêu nữa thì vui ha. Ít đến. Còn kết là sức mạnh. Thì lại mấy đợt trước em cũng mời anh yêu cũng mấy lần mà anh yêu anh cũng kẹt. Ông mắc công chuyện cho nên là không có đến. Hy vọng lần này có ảnh đến. Đó. Mình rủ chứ. Mấy anh em mình rủ mà. Bỏ em cũng quên đó chứ, hồi bỏ mà đi ăn búp bê á. Hồi bỏ đó không có anh yêu. Nếu mà có anh yêu là em cũng phải rủ luôn cả anh yêu. Tại vì bữa đó đột xuất rồi em ngủ trong ngày mà anh yêu thì không có. Cho nên là đâu cũng ấy. Nhưng mà lần sau mà tới mùng 10 tháng 3 mà nếu có mặt anh yêu ở đây em sẽ vừa đủ. Giờ mình thông báo cho anh trước. Anh ổ mà anh yêu anh khó lòng lắm. Nếu mà lên nhà anh hết anh nói. Chứ anh em mình nói là không đi đâu. Không, cái này là mấy anh em mình tự tổ chức mà. Nhưng mà là nhà của anh hết. Thì mình nói đi. Đúng rồi, lần nữa em báo đi. Báo cho anh. Mà tại vì không có thời gian mà mình gọi điện vào ha. Đó khi nào mà anh đi vào là mình sẽ nói với anh yêu luôn. Để mà bán em mình giống như là hợp mặt tim gì đi. Mình có bữa tiệc nhỏ nhỏ người cũng không tới bữa đi dự kiện của anh ông đó mình nói luôn. Đi sự kiện đó. Quý vị chúng chị thì buổi chiều nay mấy anh em mình chuẩn bị lau dọn mộ xong rồi mình chia sẻ về bàn tính nhận nam nữa. Nói chung là sau khi mình Con nam là bây giờ mình nói chung là anh em mình tóm tắt như vậy đi, ngày mai bắt đầu mình hỏi. Rồi ok, ngày mai vậy đi. Ví dụ anh điện anh nêu đi, cái bao em điện thằng nói chung là tạm thời là mình vậy đi. Xong rồi cái mình bàn ở ngoài cái nữa. Mình bàn tạm thời là vậy đi, cái mình bàn cái ngoài nữa. Bắt đầu anh tính sự kiện là anh 15 mét kìa, điện anh nêu. Ok. Còn em điện gọi Tiểu Khang với Trần Nam. Để tối nay điện cho. Em hỏi. Tí, để tối nay anh điện hay là em điện? Anh điện cũng được, anh điện đây, anh lớn nhất mà. Để em điện cho. Để tối nay anh điện cho. Anh có điện cho anh trưởng đi. Anh điện trước em. Nữa em điện sau nha. Còn mà chú Tiểu Khang với Trần Nam thì để cho Bùi Hải điện. Rồi ok, người một người kẹp người đi. Còn anh yêu rồi, em không dám điện rồi đó, có anh mới dám điện rồi. Ok. Nói chung là tại vì anh yêu cũng để ngày mai là mình gặp mặt mình mời hết. Có luôn chứ, chị Hoa có luôn mà. Thì ngày mai mình gặp mặt là mình sẽ đủ hết, nhưng mà tới bữa đó ai đi được thì đi. Đúng rồi. Chị Hoa thì chị tới đây hoài vào. Mình cũng tổ chức nhưng mà nó
Đây. Đây. Thì nói chung là kinh phí thì mấy em mình ngừng chút ít gì đó. Ờ. Mình tự mình ấy mà. Coi thấy cái mái tóc mà. Rồi cái dù này cháy quá cháy. Nhưng mà sớm điện cô Năm rồi, cô Năm là cô đặt rồi hả Tiên? Nãy Tiên nó điện rồi. Ờ. Sao cũng được, miếng vui là được rồi. Cái dù. Cái sớm sớm Thiện Tiên điện cô Năm rồi, nhờ cô Năm đặt cái dù mới rồi. Rồi. Vậy là con Năm ơi. Của cô Năm. Má Năm ơi, má Năm làm ơn đặt cái dù mới cho cậu má Năm ơi. Xong rồi. Rồi cũng nha. Xong rồi sáng mai là cô sẽ đem lên á. Sáng mai cô đem lên. Cô Năm ấy. Thì đúng rồi, chiều nay thì Thiện Tiên báo là cô Năm ngày mai là cô Năm sẽ thay dù ha. Rồi mấy anh em thắp hương xong tới anh nha. Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 3 năm 2024 năm Giáp Thìn. Con tên 37 tuổi, có kênh YouTube Duy Minh Vlog. Thắp ba nén hương trình giữa các vị các ngài thổ thần, thổ mẫu, thổ địa, đất đai, dân trạch, thần hoàng, bổn cảnh, long thần, hộ pháp, nghĩa trang, quê Duyên Bình Dương, cũng như trước mộ nghệ sĩ ưu tú Du Linh, ông tinh thật võ văn ngoan, có pháp danh Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão, hồ thọ 66 tuổi. Hôm nay Duy Minh xin thắp ba nén hương này trình với các vị các ngài, độ cho ba tất cả những anh em ở đây, từ ekip đến YouTube đến mộ của chú, được là đi về nhà thường lộ bình an, đi đến nơi gì đến chốn. Và Duy Minh cũng xin nguyện giới cho là sư cô ở Đồng Nai được là mình dội khỏe phán qua cơn hoạn nạn này. Đó, xin các chư vị thổ thần, thổ mẫu, thổ địa, đất đai, dân trạch, thần hoàng, bổn cảnh, long thần, hộ pháp, ý chán qua Duy Minh Dương chứng nhận dùm tấm lòng của Duy Minh. Và Duy Minh cũng xin nguyện giới dùm một nước ngoài. Nam mô A Di Đà Phật. Xin quý vị ngài thổ thần, thổ mẫu, thổ địa, đất đai, dân trạch, thần hoàng, phụ cảnh, long thần, hộ pháp chứng nhận dùm Nam mô A Di Đà Phật. Rồi là Duy Minh giái dùm người anh, người chị ở nước ngoài, nhưng mà do là nhạy cảm mình thì mình không nói lớn ha. Nam mô. Đó, quý cô chú vậy ạ. Thì buổi chiều nay là mấy anh em mình đó là lao dọn mộ cũng xong rồi, thì cũng chia sẻ tí xíu cái niềm vui, tuy là anh em mình còn ít, quý cô chú vậy có mấy người à, nhưng mà đoàn kết rất là cao ha quý cô chú vậy. Và chia sẻ mộ của chú là chú ngày xưa thì chú Vũ Linh ổng cũng rất là thích, mà cái gì á mình đoàn kết lại với nhau làm những cái việc ý nghĩa thì cũng cùng nhau làm, có gì ta nói là muốn đi nhanh á quý cô chú vậy, thì đi cùng nhiều người, những người anh em tốt quý cô chú vậy, thì mình mới đi nhanh được ha. Mình phải nói chung là mình phải đoàn kết quý cô chú anh chị, đợi là nhiều cô bác đóng góp với mấy anh em mình đó, là phải đoàn kết lại với nhau để là mình chăm mộ cho chú và lo mộ của chú ở đây, để là những ai đi đến đây có này kia đồ không có là quấy phá được quý cô chú anh chị. Chứ mà mấy anh em mình không đoàn kết là đi xa hết, người ta làm cho mình gã đám hết, rồi anh em mình mạnh người nào nấy đi, thì lúc đó thì thừa cơ hội cho những người đến đây xin số này kia đồ, họ là gây bất lợi ha mộ của chú. Thì buổi chiều nay thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn bà con cô bác đã xem hết video của Duy Minh ha. Chúc bà con cô bác là nhiều sức khỏe. Thì Duy Minh cũng chuẩn bị đi thắp hương xung quanh đó quý cô chú vị. Đặc biệt thì Duy Minh cũng rất là mừng khi mà chị Hồng Loan
ở bên nước ngoài cũng được bà con cô bác yêu quý ha. Hình như chị Hồng Loan này, chị Hồng Loan hình như là cuối tuần là em, chị Hồng Loan là cuối tuần là mình diễn ngày buổi chủ nhật đúng không ta? Hey, chị tính gì đi? Sao? Bây giờ là tổ chức nhà em là để hai vợ chồng em là tổ chức. Rồi sao nữa? Giống như xây dựng thì chị bữa là Bùi Hải, chị này là tới hai chồng em. Sau đó là tới đầu cái bóng tới anh Minh, rồi anh nấu vàng gì đó, mình xây dựng như đó. Gì hả? Ừ. Cho nó vui chứ bữa hả Bùi Hải nó. Rồi, cái mình cũng nói là thì cái đó thì để mấy anh em bàn sao mà miễn đồng ý hết rồi được rồi. Anh sao cũng giờ cũng được mà. Thì làm sao cũng được. Miễn mà mấy anh em đồng thuận hết là được rồi. Bà luôn. Ủa quên nữa, anh phải đi ấy thắp nhiều chỗ chứ. Lát thắp sao, thắp cho chú nó đi. Anh thắp rồi. Quên, có quên. Tính thấp nữa. Bạn gì quen vui quá vui rồi. Nên định thấp nữa quý cô chú anh chị. Chắc là mình phải tắt ở đây luôn quá. Tại vì đi thắp hương xung quanh 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26, 28, đúng rồi. Đó, quý cô chú anh chị ơi. Hình như là chị Hồng Loan tới tới buổi chủ nhật là hát xong cái show diễn nữa là gì luôn hả ta? Đêm là 3 hát. Hát. Hai show nữa hả? Nghe là 15 giờ mà sao qua nghe trên nó là 17 là sẽ có mặt. Show này show nữa hả? Ồ ồ phát sinh nữa rồi. Chị. Đó, rất là nói chung là chị Hồng Loan là đi qua bên Úc hát á quý cô chú vị rồi có nhiều show phát sinh. Tức là những cái show đó là hình như là hát tiệc quý quý chị do là khán giả người ta yêu mến á, cho nên là muốn chị hát đó, quý quý chú anh chị. Hôm trước là phát sinh rồi giờ phát sinh nữa, phát sinh nhưng mà tới bữa 27 cũng như là 30 đồ cũng phải về đây hát quý quý chú anh chị. Tại vì những cái lịch mà lên trước á thì nó có sẵn rồi, còn cái phát sinh thì chị hát để giao lưu thôi. Những khán giả người ta yêu mến chị á, người ta muốn chị hát để là giao lưu. Đó. Đó. Ủa thì video đến đây thì Di Minh cũng xin cảm ơn bà con cô bác ha. Di Minh đi thắp hương xung quanh rồi xin tắt ha. Tắt ha quý anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Mình cũng thắp hương hoài thôi, mình tắt đi rồi mình đi thắp hương cho nó nhanh quý cô chú anh chị. Dì Minh cũng cảm ơn bà con cô bác đã xem hết video của Dì Minh ha. Chúc cho bà con cô bác càng xa trong ngoài nước thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn được hạnh phúc bên gia đình của mình. Cảm ơn bà con cô bác đã ủng hộ kênh Dì Minh. Dì Minh xin chào bà con, hẹn bà con là một cái video sáng mai ha quý cô chú anh chị. Xin chào bà con ạ.